Nếu ông Tô Lâm lên làm chủ tịch nước, điều gì sẽ xảy ra? Liệu vận mệnh của nước nhà có thay đổi? Quý vị thân mến, có lẽ chưa bao giờ việc lựa chọn người lên nắm giữ vị trí chủ tịch nước lại khó khăn và gây ồn ào như bây giờ. Có lẽ trước đó vị trí này đã từng khiến cho hai vị lãnh đạo quốc cán tài giỏi phải chủ động xin từ chức trên tinh thần tự nguyện để chịu trách nhiệm, là người đứng đầu vì để xảy ra sai phạm. Và chính vì điều đó cho nên việc ai sẽ là tân chủ tịch nước tiếp theo không khỏi khiến cho dư luận xôn xao bàn tán. Ai sẽ thực sự đảm nhận được trọng trách to lớn này? Rất nhiều vị lãnh đạo ưu tú xuất sắc được xướng tên ngồi vào vị trí ấy, thế nhưng một nhân vật có thể nói là nặng ký nhất, có sức ảnh hưởng nhất và được mọi người hô tên đủ sức, đủ tâm để ngồi vào chiếc ghế chủ tịch nước, đó chính là Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm. Và nếu ông Tô Lâm lên làm chủ tịch nước thì điều gì sẽ xảy ra? Theo quy trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu chủ tịch nước, Quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua danh sách để bầu chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi được bầu chủ tịch nước sẽ tiến hành tuyên thệ nhậm chức. Đấy là quy trình chính thức. Trên thực tế, các sắp xếp trong Đảng được coi là quyết định, là việc bỏ phiếu tại Quốc hội, là bước hợp pháp hóa sự sắp xếp ấy của Đảng. Điều này cũng tương tự như việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch nước. Có thể thấy sau khi Bộ Chính trị quyết định và Trung ương tán thành việc thôi chức của ông Thưởng, cuộc bỏ phiếu miễn nhiệm ở Quốc hội sau đó một ngày chỉ là một thủ tục mà thôi. BBC dẫn ý kiến của giáo sư Carter, giáo sư danh dự về chính trị tại Đại học New South Wales, nhận định Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức chủ tịch nước và thông thường có kỳ họp Quốc hội vào tháng 5 và tháng 10 để Ban chấp hành Trung ương đạt sự đồng thuận và sau đó Quốc hội sẽ bầu chủ tịch nước. BBC cho hay Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm nằm trong danh sách những ứng cử viên có thể trở thành tân chủ tịch nước. Theo giới quan sát, ông cũng được cho là ứng cử viên cho chức Tổng Bí thư trong Đại hội Đảng lần thứ 14 vào năm 2026. BBC cũng đánh giá của giới quan sát cho rằng nếu ông Tô Lâm lên làm chủ tịch nước thì ông Phan Đình Trạc có thể là một trong những ứng viên có khả năng kế nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an trong khi đó. Cho tới bây giờ, Bộ Chính trị đã rụng hết 4 trên tổng số 18 người ban đầu. Chưa có nhiệm kỳ nào mà Bộ Chính trị bị rơi rụng nhiều như vậy và rất có thể đó chưa phải là con số cuối cùng. Sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng ngày càng yếu. Đã vậy, bộ máy dưới tay ông vốn hoạt động trơn tru bao lâu nay giờ lại có kẻ tạo phản. Bản thân ông Nguyễn Phú Trọng không còn đủ quyền lực, đủ uy tín để giữ ổn định trong Bộ Chính trị. Sức khỏe của ông càng yếu thì Bộ Chính trị càng loạn, bởi tất cả các phe phái hiện nay chăm chăm trực chờ đến khi ông nhắm mắt để mạnh ai nấy tranh phần. Lúc đó người dân sẽ có phim hay để mà xem. Có thể thấy rằng các thế lực thù địch phản động có thể tranh thủ bất cứ cơ hội và thời gian nào để có thể đả kích cho bằng được Đảng và nhà nước ta, không một vị lãnh đạo quan chức nào nằm ngoài danh sách thêu thùa của chúng, và đặc biệt hơn bao lâu nay chúng vẫn luôn nhắm vào Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Vì sao ư? Vì chính ông Tô Lâm là người đứng đầu lực lượng công an nhân dân, người trực tiếp chỉ đạo và điều hành dưới chủ trương của Đảng để xử lý, truy vết và quét sạch những thể loại tội phạm bao gồm cả các thế lực thù địch phản động chống phá Đảng và nhà nước. Dưới sự chỉ đạo sáng suốt và dứt khoát của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, hàng loạt những vụ án phạm tội từ quy mô nhỏ tới quy mô cực lớn và thậm chí có liên quan tới cả quốc tế cũng đều bị lôi ra xét xử trước pháp luật. Ngay sau kỳ họp bất thường lần thứ 7 miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã có thông báo về việc phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội Việt Nam. Theo đó, Tổng thư ký Quốc hội cho hay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội Việt Nam, cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa 15 theo quy định. Ông Trần Thanh Mẫn, 62 tuổi, quê huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Ông Mẫn là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 10, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 và là đại biểu Quốc hội các khóa 13, 14, 15. Ông Trần Thanh Mẫn có nhiều năm hoạt động công tác đoàn tại Hậu Giang, Cần Thơ. Từ tháng 7 năm 1994, ông Trần Thanh Mẫn làm chánh văn phòng, sau đó là phó chủ tịch, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Ông Trần Thanh Mẫn cũng có hơn 4 năm làm bí thư thành ủy Cần Thơ trước khi giữ cương vị phó chủ tịch, rồi chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tháng 4 năm 2021, ông Trần Thanh Mẫn được Quốc hội khóa 14 bầu giữ chức phó chủ tịch Quốc hội. Đến tháng 7 năm 2021, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, ông Trần Thanh Mẫn tiếp tục được Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội. Trước đó, tại kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa 15 tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín và thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Vương Đình Huệ. Trước đó, ngày 26 tháng 4, tại hội nghị bất thường, Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026.
sau khi ông Vương Đình Huệ có đơn xin thôi giữ các chức vụ và nghỉ công tác. Thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, ông Vương Đình Huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Vương Đình Huệ đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Theo Trung ương Đảng, những vi phạm khuyết điểm của ông Vương Đình Huệ đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông Vương Đình Huệ. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông Vương Đình Huệ đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Chiêu thức rửa tiền chuyển ra nước ngoài và mánh khóe thu gom khu đất vàng toàn quốc của bà Trương Mỹ Lan phải chăng là sự chuẩn bị cho lần đi xa ngày hôm nay? Trong quá trình điều tra giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB, Bộ Công an làm rõ hành vi rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Trương Mỹ Lan, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế nhận định, sau khi rút tiền thông qua hoạt động ngân hàng, bà Lan đã đem đi đầu tư mua gom bất động sản lớn trên toàn quốc, đồng thời chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra giai đoạn 2 trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan. Theo Thiếu tướng Thành, đây là vụ án lớn với số lượng bị can người liên quan rất nhiều, vì vậy cơ quan điều tra tách vụ án để điều tra trong hai giai đoạn. Ở giai đoạn 2, Bộ Công an tập trung điều tra hai tội danh chính là lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến trái phiếu và rửa tiền của bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đối với hành vi lừa đảo phát hành trái phiếu. Lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế cho hay, cơ quan điều tra bước đầu xác định bà Trương Mỹ Lan đã thông qua 4 doanh nghiệp để phát hành 25 gói trái phiếu thu khoảng 30.000 tỷ đồng. Khó khăn bây giờ là xác định bị hại những nhà đầu tư mua trái phiếu. Thiếu tướng Thành nói vị cục phó đề nghị những nhà đầu tư mua trái phiếu của bà Lan và đồng phạm cần đến công an địa phương nơi bị hại đăng ký địa chỉ trên các trái phiếu để trình báo. Đối với hành vi rửa tiền, thì Thiếu tướng Thành cho biết pháp luật đã quy định rõ những hành vi để rửa tiền. Lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế lấy ví dụ như người phạm tội dùng tiền có được do phạm tội mà có để sử dụng vào việc đầu tư giao dịch ngân hàng, kể cả là tài trợ từ thiện. Thông tin thêm, Thiếu tướng Thành cho biết số tiền mà bà Trương Mỹ Lan rút được qua hoạt động ngân hàng đã được bị can này đem đầu tư mua gom các bất động sản lớn trên toàn quốc và chuyển một phần ra nước ngoài. Theo kết luận điều tra với vai trò là Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan sở hữu số lượng lớn các công ty con, công ty liên kết giao cho người nhà, người thân tín điều hành quản lý tại Ngân hàng SCB. Bà Trương Mỹ Lan dù không nắm giữ chức vụ tại đây nhưng lại là cổ đông chính có thời điểm nắm giữ đến 85% cổ phần. Kết luận điều tra xác định, bà Lan dùng SCB làm kênh huy động vốn cho cá nhân mình cùng đồng phạm lập khống hồ sơ vay vốn để rút tiền trong SCB, vốn là tiền của người dân và khách hàng gửi vào ngân hàng với các thủ đoạn trên. Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã rút ruột 3.049.697 tỷ đồng. Kết luận điều tra xác định bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm gây thiệt hại với tổng số tiền là 415.000 tỷ đồng. Đáng chú ý trong vụ án này, cơ quan điều tra đã kê biên khối tài sản đồ sộ của bị can Trương Mỹ Lan. Cụ thể, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng nhận công trình xây dựng, 1.784 bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng, 147 thỏa thuận bồi thường các thửa đất thuộc dự án Phước Kiện, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế cũng tiến hành kê biên đối với 1.237 bất động sản liên quan đến Trương Mỹ Lan, kê biên 857 triệu cổ phần SCB của bà Lan và các cá nhân đứng tên hộ, kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch bất động sản của các bị can trong vụ án. Ngoài ra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế cũng kê biên 22 tài sản là phương tiện gồm 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bà Trương Mỹ Lan. Ngoài những tài sản khổng lồ được bị cáo Trương Mỹ Lan lần đầu xác nhận tại tòa, Vạn Thịnh Phát còn sở hữu hàng loạt dự án đắc địa tại trung tâm cung đường Nguyễn Huệ, nơi đặt trụ sở chính của Vạn Thịnh Phát, đồng thời cùng các địa điểm xung quanh ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, quận 1, quận 3. Quốc hội công bố nhân vật tiếp theo được vào tứ trụ, bất ngờ trước những quyền hạn của vị trí chủ tịch nước. Quý vị thân mến, Việt Nam là một nước xã hội chủ nghĩa có hệ thống chính trị đặc thù, không giống với mô hình của các nước tư bản khác. Cụ thể, trong hệ thống chính trị Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội chịu trách nhiệm trực tiếp trước nhân dân trong mọi quyết sách của mình. Vậy ai là người có quyền lực cao nhất Việt Nam, Tổng Bí thư và Chủ tịch nước ai cao hơn, nhân vật nào sẽ được cân nhắc vào tứ trụ trong cuộc họp sắp tới? Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức 5 năm một lần và nó được ví như một ngọn hải đăng của hệ thống chính trị một đảng tại Việt Nam.
Một lần Đại hội Đảng lại nỗ lực trình làng một thế hệ lãnh đạo mới, chất lượng mang đậm hàm ý đổi mới. Kể từ những ngày đầu năm, trước đại hội cho đến những hội nghị trung ương cuối cùng, trước khi chốt các nhân vật ở tầng cao nhất, chủ đề nhân sự luôn sôi động, thu hút được sự chú ý đặc biệt của dư luận. Có thể còn quá sớm để đưa ra các nhận định hay dự đoán về dàn lãnh đạo chủ chốt mới tại Đại hội Đảng sắp tới. Vậy với vị trí chủ tịch nước đang để trống, nhân vật nào sẽ có cơ hội để ngồi vào? Rất nhiều cái tên sáng giá được đưa ra, đó có thể là Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm, có thể là bà Trương Thị Mai, bà Võ Thị Ánh Xuân, ông Huệ hay ông Chính. Vậy chủ tịch nước có quyền hạn như thế nào? Người đứng đầu nhà nước có những nhiệm vụ và quyền hạn được hiến pháp nêu rõ, cụ thể như công bố hiến pháp, luật, pháp lệnh, đề nghị Quốc hội bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm phó chủ tịch nước, thủ tướng căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội bổ nhiệm miễn nhiệm, cách chức phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của chính phủ. Chủ tịch nước cũng có thẩm quyền đề nghị Quốc hội bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm chánh án tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, quyết định đặc xá căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội công bố quyết định đại xá. Thẩm quyền khác của chủ tịch nước là quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, các giải thưởng nhà nước, danh hiệu vinh dự nhà nước, quyết định cho nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, trở lại quốc tịch hoặc tước quốc tịch Việt Nam. Cũng theo hiến pháp, chủ tịch nước là người thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, quyết định phong thăng giáng chức tước quân hàm, cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc hải quân, bổ nhiệm miễn nhiệm, cách chức tổng tham mưu trưởng, chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam. Chủ tịch nước căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc Ủy ban thường vụ Quốc hội công bố bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh, căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ công bố bãi bỏ tình trạng khẩn cấp. Trong trường hợp Ủy ban thường vụ Quốc hội không thể họp được, công bố bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương. Chủ tịch nước có quyền tham dự phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, phiên họp của Chính phủ, yêu cầu Chính phủ họp bàn về vấn đề mà chủ tịch nước sẽ thấy cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình. Thiết chế chủ tịch nước được quy định trong Hiến pháp năm 1946 và Hiến pháp năm 1959. Đến Hiến pháp năm 1992, thiết chế chủ tịch nước trong cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước đã cơ bản khắc phục được những bất cập của mô hình nguyên phủ lập thể, Hội đồng nhà nước được quy định trong Hiến pháp năm 1980. Nhiều chuyên gia nhận định, quy định nêu trên của Hiến pháp năm 1992 là bước tiến quan trọng không chỉ đối với thiết chế nguyên thủ quốc gia mà còn đối với cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước trong giai đoạn đầu của quá trình đổi mới, mở cửa hội nhập với quốc tế. Nhưng ngay từ bây giờ, chúng ta có thể dựa trên các dữ liệu cứng như các quy định hành văn được Đảng ban hành về lựa chọn nhân sự, cấu trúc hệ thống lựa chọn từ trên xuống dưới theo truyền thống vẫn còn ổn định, và cuối cùng là quy ước bất thành văn để đưa ra những phân tích phán đoán cơ bản. Không thể phủ nhận rằng, các đại hội kể từ 2 thập niên trở lại đây, sự dân chủ trong Đảng đã được tăng mạnh mẽ. Đặc biệt, đối với vấn đề chuẩn bị nhân sự chủ chốt cho mỗi kỳ đại hội, các quy định tiêu chí tiêu chuẩn về vị trí nhân sự chủ chốt của Đảng được ban hành chi tiết. Các thông tin về nhân sự chủ chốt, quy trình bỏ phiếu đều được công khai tối đa, nó sẽ là những yếu tố quan trọng để phân tích và phán đoán trở nên chất lượng hơn. Tứ chủ Việt Nam là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ tổng hợp 4 chức danh lãnh đạo quan trọng nhất của nước Việt Nam, bao gồm Tổng Bí thư xếp vào nhóm 1 lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được Bộ Chính trị ban hành kèm theo kết luận số 35, từ chức Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ, Thủ tướng Chính phủ ông Phạm Minh Chính. Theo đó, cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, quản lý phải có các tiêu chuẩn chung về chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống, trình độ năng lực và sức khỏe, độ tuổi và kinh nghiệm. Bên cạnh việc bảo đảm các tiêu chuẩn chung, các chức danh cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể ứng với từng chức danh. Đối với Tổng Bí thư phải bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời cần có những phẩm chất, năng lực khác, cụ thể là có uy tín cao trong Trung ương Bộ Chính trị, trong toàn Đảng và nhân dân, là trung tâm đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và sức mạnh thời đại để thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, tiêu biểu nhất về đạo đức, trí tuệ của toàn Đảng. Ngoài ra, Tổng Bí thư phải có trình độ cao về lý luận chính trị, có kiến thức sâu rộng, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, đồng thời có bản lĩnh chính trị, tư duy nhạy bén, năng lực nghiên cứu, phát hiện, đề xuất và quyết đoán, bình tĩnh, sáng suốt trước những vấn đề khó phức tạp liên quan đến vận mệnh của Đảng, của quốc gia, của dân tộc, có năng lực lãnh đạo điều hành Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, có năng lực lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đặc biệt là người kế nhiệm cán bộ chủ chốt. Tổng Bí thư phải là người đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy hoặc trưởng ban bộ ngành Trung ương, tham gia Bộ Chính trị chọn 1 nhiệm kỳ trở lên. Trường hợp đặc biệt do Ban chấp hành Trung ương quyết định,
đối với Chủ tịch nước, bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời cần có những phẩm chất năng lực có uy tín cao là trung tâm đoàn kết trong Trung ương, Bộ Chính trị, trong toàn Đảng và nhân dân. Chủ tịch nước phải là người có năng lực nổi trội toàn diện trên các mặt công tác, nhất là lĩnh vực đối nội, đối ngoại, an ninh quốc phòng, hiểu biết sâu rộng về công tác tư pháp, là trung tâm đoàn kết các lực lượng xã hội và các cộng đồng dân tộc trong và ngoài nước, quyết liệt trong lãnh đạo điều hành theo năng lực, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công và là người đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ bí thư tỉnh ủy, thành ủy hoặc trưởng ban bộ ngành trung ương, tham gia bộ chính trị chọn một nhiệm kỳ trở lên. Trường hợp đặc biệt do Ban chấp hành Trung ương quyết định đối với Thủ tướng Chính phủ phải đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn chung của Ủy viên Bộ Chính trị. Cay đắng, chủ kinh doanh Việt lâm cảnh nợ nần vì chót ăn miếng bánh mì xuê của Trung Quốc, lộ chiêu dùng bẫy nợ ôm trọn đất vàng cùng loạt điều khoản để hút cạn tiền dân. Thưa quý vị, quá đau lòng và bức xúc trước cảnh tượng, hàng trăm chủ cửa hàng nhượng quyền mì xuê đến từ khắp các tỉnh thành từ Bắc chí Nam đã tập trung đông đủ lên tiếng đòi quyền lợi tại trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Snow King Global, đơn vị quản lý thương hiệu mì xuê, nhưng cuối cùng lại khóc nghẹn cay đắng ra về vì lỡ tay ký vào các điều khoản trên trời dưới đất. Lòng tham trước món hời béo bở, tin vào những lời mời chào cam kết 6 tháng sẽ hoàn vốn, nên ai ai cũng xuống tiền tỷ, không suy nghĩ để đầu tư, nhưng đến khi ván đã đóng thuyền, lao đã phóng đi xa, thì hết đường quay đầu, dính vào bẫy nợ, gồng lãi, chi trả đủ trăm loại phí phát sinh, tiền nhân viên, điện nước, khiến ai cũng choáng váng xoay sở. Đáng nói, phía công ty mẹ ở nước bạn lại chơi chiêu, mua một tặng một nhưng không bỏ ra một đồng nào để quảng cáo chính sách hay trợ giá cho những cửa hàng nhượng quyền, mà các chủ đầu tư phải tự lo đủ 100% chi phí phát sinh. Dùng mình hơn, khi cam kết phạm vi 2 km sẽ mở một quán để giảm tính cạnh tranh nhằm duy trì lượng khách hàng ổn định, nhưng đến khi ký xong hợp đồng thì mới chỉ 200m đã mọc lên một quán, khiến nhiều cửa hàng vắng tanh, không có một bóng người đến. Phải chăng đây là một chiêu trò nhượng quyền nhằm lừa đảo móc túi người dân, hay có mưu đồ cài cắm bẫy nợ từ đó thâu tóm hết chuỗi mặt tiền đất vàng trên toàn quốc? Thực hư câu chuyện này là gì? Có đúng như lời dư luận phản ánh ở trên hay không? Cùng tìm hiểu ngay sau đây. Thưa quý vị, mới đây, chị Lê Thị Dung, chủ cửa hàng nhượng quyền mì xuê ở thành phố Bắc Giang bức xúc lên tiếng khi phía mì xuê ra quyết định giảm 25% giá bán sản phẩm, nhưng chỉ giảm giá nhập nguyên liệu đầu vào cho các chủ cửa hàng khoảng 8-10%. Theo chị, khi ra quyết định giảm giá bán, phía mì xuê Việt Nam đưa ra lý do để thuyết phục các chủ cửa hàng rằng khi giá bán giảm, lượng khách sẽ tăng lên, từ đây các chủ cửa hàng sẽ gia tăng lợi nhuận. Theo chị Dung, hiện tại số cửa hàng mì xuê trên cả nước đã quá nhiều, do vậy lượng khách khó có thể tăng thêm. Bên cạnh đó, chi phí đầu tư ban đầu tương đối cao, khoảng 1 tỷ đồng và mọi chi phí đi kèm như tiền thuê nhà, tiền thuê nhân viên, chi phí điện nước đều tăng theo thời gian. Nhưng phía mì xuê lại giảm giá bán sản phẩm khiến những nhà đầu tư kinh doanh không có lợi nhuận. Chất lượng 5 sao, cửa hàng đều có điều hòa mát mẻ, được phục vụ nhưng giá bán bình dân, tới khi nào chúng tôi mới thu được lợi nhuận đây? Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Lừng, chủ 5 cửa hàng mì xuê ở Hà Nội cho biết, chị và nhiều chủ đầu tư khác rơi vào tình trạng phóng lao theo lao, không thể quay đầu. Theo chị thì ban đầu phía mì xuê Việt Nam quảng cáo rằng khoảng 6 tháng thì nhà đầu tư sẽ thu hồi vốn. Tuy nhiên, với tình hình kinh doanh hiện nay, chị chia sẻ các cửa hàng không thể thu hồi vốn theo lời cam kết đó. Bên cạnh đó, chị Lừng cho biết, trong hợp đồng vào thời điểm ban đầu phía mì xuê cam kết các cửa hàng cách nhau 500m. Ở hợp đồng ký mới, từ năm 2022, mì xuê cam kết các cửa hàng cách nhau 200m. Trong buổi đàm phán ban đầu, đại diện mì xuê cho biết các cửa hàng nhượng quyền sẽ cách nhau 1-2km để đảm bảo lượng khách. Tuy nhiên, trên thực tế thì chị cho hay, mì xuê Việt Nam nhân rộng mô hình cửa hàng nhượng quyền quá dày, khiến lượng khách trên mỗi cửa hàng đều giảm đi đáng kể. Hiện tại, giá bán mới theo quy định giảm 25%, việc này khiến cho các chủ cửa hàng kinh doanh không lợi nhuận, thậm chí thua lỗ vì vốn bỏ ra ban đầu là tương đối cao. Anh Trung, chủ 2 cửa hàng mì xuê ở Hà Nội, 1 cửa hàng mì xuê ở Quảng Ninh chia sẻ, phía mì xuê Việt Nam thường xuyên chạy các chương trình giảm giá mua một tặng một, đồng giá nhưng không hề hỗ trợ cho các chủ cửa hàng. Anh nói toàn bộ chi phí quảng cáo, các tấm bảng biển, khi chạy chương trình chủ cửa hàng đều phải tự bỏ ra 100%. Anh cho biết các chương trình giảm giá diễn ra mỗi tháng, mỗi quý phía mì xuê Việt Nam đều lên kế hoạch và chỉ báo trước cho các chủ cửa hàng vài ngày. Anh Trung khẳng định với việc giảm 25% giá bán sản phẩm, việc thu hồi vốn sau 6 tháng theo lời cam kết của phía mì xuê là không thể thực hiện được. Thế nhưng, khi các nhà đầu tư này làm việc với đại diện công ty chủ quản, họ chỉ lạnh lùng nói rằng phóng lao thì phải theo lao, các ông các bà đã ký hợp đồng rồi thì ráng mà chịu. Mặc dù phũ phàng là thế nhưng họ nói đúng quá nên phía các nhà đầu tư đành ngậm ngùi đi về. Vì chữ ký chuyển khoản đều do chính mình thực hiện, một bài học đắt giá chỗ câu tham thì thầm.